Ok, hello bạn đã quay trở lại với channel mình đã trở lại đây. Và sát thủ mặt khỉ đã một lần nữa xuất hiện đó trong bộ vest siêu lịch lãm. Anh ta đã quay trở lại và ăn hại em xưa. Ý cái gì? Trời, tưởng con chó chứ nhìn nó bóng như tưởng con chó mà bữa nay biết chạy xe thì mày cũng quỳ. Súng đâu? Không có súng, cái sao cầm súng được? Sát thủ bất kỳ vì tình thu súng à. À đây rồi. Ok, mình sẽ để cảnh sát có thể bắt mình để mình có thể ra tay một cách là mạnh mẽ nhất. Đi thôi, kiếm xe đi. Hôm nay không biết chúng ta sẽ ám sát gì đây nha. Các bạn hãy comment thứ mà bạn muốn mình ám sát nhất, kiểu như ai đó hay ông chỗ nào đó mà kiểu người đó khó ám sát á, bạn hãy comment lại cho mình biết nha. Bạn nhớ để lại một like và một lượt đăng ký để ủng hộ mình luôn, cảm ơn bạn rất là nhiều. Đây xe đâu, ô tô. Tôi đi xe đầu lâu nè đó. Thôi không được, cái này chưa xài được. Cái chiếc này mình phải tải cái mod gì đó để vài bữa nữa tải mấy mod gì lại. Tiền thì chiếc này chứ đi. Ấy má, chiếc xe tóc biến, what the. Ra tay đây được không ta? Ok, chiếc Bentley nè, ok ghim lại. Chiếc Bentley biển số 887 783 57 GBA 783 783 đuôi. Ok. Sẽ để ý đó, mình sẽ kiểu như là đi theo dõi nó thôi, mình sẽ chạy sau chiếc này. 783. Ok. Đó, mình cũng chạy đây thôi. Mình không thể để cho nó biết là mình chuẩn bị ám sát được. Ok. Xong, 87 GBA 783. Ok. Hai người, trong xe có hai người là nam hết. Hai này có vẻ như là bự con, mình phải ra tay cẩn thận để không bị nó bật lại chết. Chiếc xe đang rẽ sang trái rồi. Ấy, xe bóp phanh gắt một pha và bên đây là rẽ trái với rẽ phải mà nó quyết định nó rẽ trái. Nó đi đường rẽ phải nhưng mà nó lại rẽ trái. Thằng này có vẻ như nó nhận ra mình rồi. Ok, ra tay luôn. Rồi, hết sọt rồi, hết sọt. Bị cảnh sát thấy rồi. Phải dùng súng lớn luôn rồi. Súng cái gì vậy? Chỉ cầm được súng bụng thôi. Rồi xong. Ôi, bảo vệ. Ôi, bảo vệ. Ai bảo vệ quầy này, tẻ. À, ở đây nó có bảo vệ luôn. Gắt. Ui, cảnh sát kìa, em xin lỗi. Ôi, mở cửa. Ôi, bảo vệ đây đông vậy. Đừng cung á. Ok, có được ghẻ rồi. Hãy luôn, á, bảo vệ như vậy. Á, té xe nữa. Ây, mẹ bị cán cái đầu nữa. Mấy chó này không coi mình cái gì hết. Cút ra. Ui, cảnh sát tới. Té. Sát thủ mà khỉ này hãm quá. Ăn đạn nhiều quá, chơi nhiều. Chạy nó ơi. Nhờ anh chạy kìa. Cua. Chạy vô mấy cái đường hẻm á, nó sẽ trốn với cảnh sát liền.
mẹ ơi, má bể đầu rồi, chạy ngu vậy, chạy bên ráo lên lên núi lên núi lên núi. Bữa nay sẽ thụ mặt kỹ và thảm phải, lâu ngày trở lại cái kết rất là bi thảm luôn. Thấy mẹ luôn. Sao mình cầm súng to không được ta? Súng gì vậy? Cái kìa, mình cầm cái súng mất tiêu rồi. What the fuck? What the... Ok không sao. Xanh to luôn. Ui giời ơi, ai té kìa vậy. Mẹ bay mẹ nguyên cái người vô bờ tường luôn. Ê, chuẩn quá kìa, chuẩn quá kìa. Range Rover hả mày? Dừng lại, dừng lại. Dừng lại. Chúng ta sẽ cho nó một pha one hit. Ê, chạy kìa, chạy kìa, chạy kìa, chạy kìa. Chạy đi đâu, chạy đi đâu. Chạy đi đâu, xuống xe. Chạy đi đâu, chạy đi đâu, chạy đâu. Đi 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 đi, đi lẹ. Thấy thấy không, ui đông người quá. Hy vọng là nó sẽ mình vẫn súng giảm hành mà. Đừng bắn phát sát, đừng bắn phát sát. Trốn 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 trốn. À trốn anh công mà. Ê có cướp kìa, có cướp kìa, có cướp kìa. Cướp cướp cướp, ôi sát thủ mà khỉ hôm nay sẽ chi đủ cướp. Ôi gây cắn quá, gây cắn quá. Mày chạy Ducati chạy nhanh vậy. Chạy trăm mấy km giờ luôn rồi. Quá hay gắn rồi, như phim, như phim luôn rồi bạn ơi. Ôi cái gắn quá. À chúng ta đã bị chậm lại. Ôi quá. Đi lại. Đi lại. Thằng cướp này. Thằng cướp này nó nguy hiểm quá. Xe nó bị mình tông hư rồi. Mình sẽ dùng súng điện. Sao bóng súng không được? Nó chạy bây giờ. Ôi không được. Không bừng đề đi mắt dấu đó. You got lucky, buddy. Mình nó né mình hay quá ta. Xuống xe. Một viên. Dừng xe lại. Thằng kia dừng xe lại, dừng lại. Không được bỏ chạy. Không được bỏ chạy. Cũng tao quanh hit rồi à. Thằng nhóc này cướp xe của người khác hả? Thằng cháu quá. Dừng lại. Bắn gãy chân nó luôn mà nó không chết kìa. Trời chết rồi. Này là hậu quả cho tội ăn cắp.
Đây là hậu quả cho tội cấp. Thôi trả xe về cho chủ nhân của nó thôi. Nó làm được một việc tốt các bạn ơi. Sát thủ mặt khỉ hôm nay là việc tốt quá. Đi bắt ăn cướp luôn à. Đúng là trén hôm anh ông quý ông. Rồi xe đẹp vậy. Luôn cái tiêu mấy bản đồ này độ đẹp vậy. Em trả cho người ta thôi. Chạy cua lượng quá chứ lượng. Úi giời, úi giời. Hãy mẹ. Hãy mẹ rồi. Chạy phần khối lớn mày mắm dối cho cổ vô. Xe này đẹp thiệt. Ôi đẹp. Thôi lỡ rồi chắc cướp luôn á. Xe này hợp với mình phải, hợp với dáng của chắc khủng phải. Ui 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 ui. Phải xe mày không? Cái gì vậy? Để nó chạy xe vô nhà cho. Vô đây. Vô đây nhận xe nè. Vô đây. Vô đây nó chạy xe cho. Vô đây. Vô đây ngần em. Nè 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 vô đây vô đây vô đây. À ngần em. Người anh em đâu có dễ vậy, người anh em đâu có dễ, đâu có dễ, đâu có dễ vậy, đâu có dễ vậy, người anh em giết người không có chứng luôn, cho nên chả ai nghe được tiếng bắn nên không bị sao vậy đó. Người anh em nó bị hạ sát. Ui chiếc xe đầy máu, hiện trường quá kinh khủng. Chiếc xe đầy máu bên cạnh nó là chết của một người đàn ông. Quá ghê. Án mạng bên chiếc Ducati. Bắt tiếc. Trời ơi, xịt máu đầy đầy xe luôn, dơ quá. Có lẽ mình nên rời khỏi đây thôi. Mình là một quý ông, phải đi mấy chiếc xe đầy máu này được. Nhìn cái xe đảo quá, xe leo lên đó. Vừa hết quần áo không? Vừa leo lên xe, máu văng lên đầy yên luôn. Đó, xe này đã được nhuộm máu rồi. Ấy, cảnh sát thấy rồi, what the fuck. Cái sọt. What the fuck. Ở đây ai thấy vậy? À bên kia, trời trời bên kia một đống bứa luôn. Ui, một sao rồi, té lẹ, té lẹ, té lẹ. Ui, Ducati chạy nhanh quá, bạo quá anh ơi. Anh có thể chạy chậm lại có được không? Chạy nhanh gì, sát đuổi cũng kịp đâu. Ơ, à, má. Bị xe tải cán chết luôn rồi, mẹ. Tai nạn quá nhanh, mình chưa kịp hiểu gì. Nhưng mà có thể định hình là mình lắp chiếc xe 4 chỗ đó đó. Chiếc xe 7 chỗ đó là văng người sang chiếc xe container, container cán nhẹ cái đầu cái chết queo luôn. Mẹ, sát thủ mà khỉ cán mày dở sọ. Dở sọ khỉ luôn. Dạo kế hao video hôm nay sẽ kết thúc tại đây nha. Nếu các bạn hay đừng quên bỏ lại cho mình một like, subscribe để ủng hộ cho động mình. Bye bye mọi người, hẹn lại mọi người trong video tiếp theo. Hẹn cầm súng rồi nè. Ủa sao cầm súng mất được rồi. Rồi. Súng cái gì á. Ok bye bye mọi người.